Chào mừng quý phụ huynh các em học sinh đến với kênh 123 học tốt. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Hãy bấm vào nút đăng ký, bấm vào chuông để tiếp tục cập nhật và nhận thông báo về những bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Video ngày hôm nay thì cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 2. Chúng ta sẽ ôn tập môn toán trong thời gian các con nghỉ học để phòng chống bệnh corona. Bài ôn tập ngày hôm nay giúp cho các con chúng ta sẽ ôn tập về các bảng nhân đã học, tính cộng trừ các phép tính trong phạm vi 100, giải bài toán tìm x trong phép tính trừ, phép tính cộng và giải toán có lời văn. Bài ôn tập thì gồm có 5 bài tập. Các con chúng ta hãy ghi 5 bài tập vào trong sổ trắng, sau đó thì suy nghĩ để làm bài. Thời gian làm bài của các con là khoảng 40 đến 60 phút. Sau khi các con làm bài xong thì các con tiếp tục theo dõi video của cô để kiểm tra, so sánh cái kết quả của mình, xem chúng ta đã làm đúng chưa nhé. Sau đây thì cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con chúng ta sẽ kiểm tra lại các cái bài tập của mình. Đầu tiên là bài tập số 1. Bài 1 tính nhẩm. Bài này yêu cầu các con chúng ta tính nhẩm. Có nghĩa là các con chúng ta sẽ nhớ lại các bảng nhân đã học, sau đó các con thực hiện đọc các phép tính và chúng ta sẽ ghi kết quả đúng vào trong từng phép tính. Phép tính đầu tiên, 2 x 3 bằng 6. Các con viết 6. 3 x 3 bằng 9, viết 9. 3 x 4 bằng 12, viết 12. 2 x 4 bằng 8, viết 8. 3 x 5 bằng 15, viết 15. 4 x 4 bằng 16, viết 16. 2 x 6 bằng 12, viết 12. 3 x 4 bằng 12, viết 12. 4 x 7 bằng 28, viết 28. 3 x 2 bằng 6, viết 6. 3 x 7 bằng 21, viết 21. 4 x 8 bằng 32, viết 32. Chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 1 rồi. Các con kiểm tra xem chúng ta đã làm bài đúng chưa nào. Tiếp theo, cô mời các con chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra và so sánh kết quả bài tập số 2 nhé. Bài 2 đặt tính rồi tính. Bài 2, các con chúng ta sẽ đặt tính các phép tính theo cột dọc. Sau đó các con chúng ta sẽ thực hiện tính kết quả. Cột tính 26 cộng 29, các con viết số 26, viết số 29 thẳng số 26, viết phép cộng ở giữa hai số và gạch chân dưới hai số. Chúng ta thực hiện cộng theo thứ tự từ phải sang trái, từ trên xuống dưới. 6 cộng 9 bằng 15, viết 5, nhớ 1. 2 cộng 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5. Ý B, 45 cộng 38, viết số 45, viết số 38, viết phép cộng ở giữa, gạch chân dưới hai số. Thực hiện cộng, 5 cộng 8 bằng 13, viết 3, nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. Cột C, 41 trừ 27, viết số 41, viết số 27, trừ gạch chân dưới hai số. Thực hiện phép trừ theo thứ tự từ phải sang trái, từ trên xuống dưới. 1 không trừ được 7, lấy 11 trừ đi 7 được 4, viết 4, nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 4 trừ 3 bằng 1, viết 1. Đây là phép tính trừ có nhớ, nhớ từ hàng đơn vị sang hàng chục. Vậy khi chúng ta mượn ở hàng đơn vị thì chúng ta sẽ trả sang hàng chục ở phần số trừ. Tiếp theo chúng ta thực hiện 60 trừ 16, viết số 60, viết số 16, viết phép trừ và gạch chân dưới hai số. Thực hiện trừ, 0 không trừ được cho 6, lấy 10 trừ đi 6 được 4, viết 4, nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 6 trừ 2 bằng 4, viết 4. Chúng ta đã xong bài tập số 2, các con kiểm tra lại kết quả của mình.
tiếp theo, mời các con chúng ta theo dõi kiểm tra bài tập số 3 nhé. Bài 3, tính A 74 trừ 38 cộng 27 bằng. Đây là một dãy tính gồm phép tính trừ và phép tính cộng. Vậy khi chúng ta làm bài, các con chúng ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải. Các con lấy 74 trừ 38 ra kết quả, viết vào phía bên phải dấu bằng. 74 trừ 38 bằng 36. Tiếp theo, các con chúng ta sẽ thực hiện cộng với 27. 36 cộng 27 sẽ bằng 63. Cách trình bày là các con chúng ta sẽ thực hiện viết như cô vừa hướng dẫn. Ý B, 35 cộng 15 trừ 40 bằng. Đây cũng là một dãy tính gồm có phép tính cộng và phép tính trừ. Các con cũng thực hiện theo thứ tự các phép tính từ trái sang phải. Thực hiện 35 cộng với 15 trước. 35 cộng 15 bằng 50 trừ 40. 50 trừ 40 sẽ bằng 10. Đây là dãy tính có nhiều phép tính, cho nên khi các con trình bày, các con lưu ý là chúng ta sẽ trình bày theo như cô vừa hướng dẫn. Các con xem lại bài của mình xem là chúng ta đã trình bày và kết quả đã đúng chưa nhé. Tiếp theo, cô mời các con chúng ta cùng theo dõi và kiểm tra bài tập số 4. Bài 4, tìm x. A 92 trừ x bằng 45. Đây là một bài toán tìm x mà x là thành phần chưa biết trong phép tính trừ. Và quan sát vào phép tính phần A, chúng ta thấy x là số trừ chưa biết. Vậy thì muốn tìm số trừ chưa biết, chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta nhớ lại cái kiến thức muốn tìm số trừ chưa biết trong phép trừ. Ta sẽ lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Vậy số bị trừ ở đây là 92, trừ đi 45 thì sẽ ra được số trừ. Chúng ta trình bày x bằng 92 trừ 45. Kết quả cuối cùng x sẽ bằng 47. Tiếp theo, ý B, x cộng 28 bằng 54. Đây là một bài toán tìm x trong phép tính cộng. Vậy x chưa biết là số hạng chưa biết trong phép cộng. Vậy muốn tìm số hạng chưa biết, chúng ta sẽ lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Vậy x ở đây sẽ bằng 54 trừ 28. Các con trình bày viết x bằng 54 trừ 28. Kết quả x sẽ bằng 26. Vừa rồi thì cô và các con chúng ta cùng kiểm tra và thực hiện lại bài tập số 4. Tiếp theo, mời các con chúng ta sẽ theo dõi và kiểm tra bài tập số 5 nhé. Bài 5, nhà Lan nuôi một đàn bò sữa. Ngày thứ nhất, đàn bò này cho 43 lít sữa. Ngày thứ hai, đàn bò cho ít hơn ngày thứ nhất 18 lít sữa. Hỏi, ngày thứ hai đàn bò cho bao nhiêu lít sữa? Các con đọc kỹ bài toán, xác định xem đây là dạng toán gì các con đã học. Bài toán cho chúng ta biết, thứ nhất là nhà Lan nuôi một đàn bò sữa. Và ngày thứ nhất đàn bò đã cho 43 lít sữa. Bài toán cho biết thêm là ngày thứ hai đàn bò cho ít hơn ngày thứ nhất 18 lít sữa. Bài toán hỏi ngày thứ hai đàn bò cho bao nhiêu lít sữa. Vậy thì đây là bài toán dạng ít hơn. Vậy thì với bài toán dạng ít hơn thì chúng ta sẽ thực hiện làm phép tính gì? Chúng ta nhớ lại bài toán ít hơn thì sẽ thực hiện làm phép tính trừ. Vậy thì ngày thứ hai
À, chính là ít hơn ngày thứ nhất là 18 lít sữa, cho nên ngày thứ hai muốn tìm được thì chúng ta sẽ lấy số lít sữa của ngày thứ nhất, ta trừ đi số lít sữa ít hơn của ngày thứ hai thì sẽ ra được số lít sữa ngày thứ hai đàn bò cho. Vậy chúng ta sẽ đặt lời giải cho bài toán như thế nào? Các con chúng ta hãy đọc lại câu hỏi của bài toán. Bài toán hỏi ngày thứ hai đàn bò cho bao nhiêu lít sữa? Vậy các con hãy trả lời câu hỏi của bài toán. Đó là ngày thứ hai đàn bò cho số lít sữa là, hoặc các con trả lời số lít sữa ngày thứ hai đàn bò cho là. Các con hãy trình bày bài giải. Lời giải thứ nhất. Số lít sữa ngày thứ hai đàn bò cho là. Các con viết phép tính lấy 43 trừ cho 18 bằng 25 lít. Các con viết đáp số 25 lít sữa. Như vậy là các con đã trình bày xong bài toán số 5. À, đây là bài toán giải có lời văn. Lưu ý khi viết câu lời giải, các con hãy viết hoa chữ đầu câu và cuối câu, chúng ta sử dụng dấu hai chấm. Vừa rồi thì cô vừa hướng dẫn cho các con chúng ta ôn tập các kiến thức đã học trong học kỳ 1 của môn toán. Mong rằng các con chúng ta tiếp thu bài và ôn tập kiến thức để khắc sâu kiến thức hơn nữa, có cái kiến thức thật là vững để chúng ta tiếp tục học trong thời gian sắp tới. À, cuối cùng cô chúc các con sức khỏe và chúc các con hoàn thành thật tốt nhiệm vụ học tập của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các con.